Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi một con Senko nội địa nè. Senko thì ở nhà biết rồi, nó là thương hiệu nổi tiếng của Nhật từ xưa tới giờ. Senko được hai lịch ha. Kính đó nha, kính này không phải là bị xước, bị mẻ gì đâu. Nó kiểu nằm trong lô, nó có kiểu ma sát, vết ma sát. Này em nghĩ anh em về mình Bully hoặc là Baccarat có khi sẽ gà ha. Nhưng mà kính này nó có vết đầy xíu nha, có báo nha. Nè, nếu mà em quay nhanh á, dễ gì cả nhà thấy cái dấu kính, nhưng mà mình bán hàng xây nha. Mình phải báo nè, có vết xíu. Không đáng kể nha, không đáng kể nha, tự kính zin nó còn nữa. Từ mấy kính này trong cũng ra còn đẹp, có vết đây này. Dạng như vết xíu xíu nhẹ nhẹ, dạng vết xước nhẹ nhẹ đó, dây zin đó luôn á, dây khóa zin độ mới còn ok. Mặt sau này. Con này thì chuẩn này, mắt in sao băng này nè, mắt in sao băng lắp ráp sản xuất bên Nhật ha, đáy sấy. Thì máy này chuẩn máy hết nha, máy máy của Senko hết à. Con này dây thoải mái luôn nha, dây con này đâu tới 20 cũng được. Mặt trắng thư sinh cọc số học trò ha, cho anh em nào thích mặt trắng hàng mặt trắng chốt này, hai lịch luôn, xe ngang 37.5, đứng luôn là 43.9, mỏng 9 ly 2. Thì cái form này dành cho anh em tay vừa tay nhỏ thôi, từ cái dáng nó là dáng vintage, dáng xưa đó. Rồi con này em bán 650 mã H84 nha, 650k H84 ha, Senko. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.